mọi người, em tên là Nhi Nguyễn, em đến từ công ty Star Tour, một công ty sản xuất dụng cụ làm nail tại Mỹ, Made in USA, California. Và hôm nay em có mặt tại OC Nail Convention ở trường Coastline Community College. Hôm nay em đến đây để tham gia và mang đến những sản phẩm tốt nhất cho mọi người làm nail được sản xuất tại Mỹ. Em rất vui và vinh hạnh khi được có mặt ở đây ngày hôm nay. Em hy vọng tất cả mọi người có thể lựa chọn cho mình được những sản phẩm tốt nhất. Em xin cảm ơn. Hello. Hình như chị đẹp muốn chụp cho mình. Không có bạc.
không có gãi. Cho anh thích cái gì? Bây giờ nãy giờ anh chọn cái gì rồi? Không, để chọn cái cỏ trả rồi, cái ấy rồi. Sao? Giờ anh thấy cái gì? Bây giờ anh chọn cái đó. Trả cái cục đó rồi. Ok rồi, rồi ok. Cái cỏ nó đám đắp xuống hơn. Còn cái vũa, vũa tới ngàn năm lỡ còn lại xài tháng là bọn dùng rồi. Bên tụi em luôn đi. Có bán đồ bắn cỏ nữa nha. Ta bán từ người ta bắn cho mình. Vậy hả? Rồi lỡ bỏ được. Không được. Lỡ mở tiệm nail anh lấy số nhiều sao? Tôi biết bắn. Vậy hả? Hay vậy? Trời dễ. Không, cái đồ đó anh về anh tự bắn luôn. Nó chút xíu gì à. Trời ơi. Được hả anh? Răng này thì chắc lên răng này, một là răng sắt, hai răng răng chó mới cắn, chứ không giờ mà cắn được. Bà nội, cái này cứng nhắc à. Mẹ bóp cái xong mẹ. Cái này chỉ có lợi nghe, tại vì bấm rồi. Lấy cái bình cạo 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 ra nè. Trời cái này này. Chưa bấm. Thích bấm rồi. Bấm rồi anh lấy cái đó. Rồi lấy đi. Ê, trời ơi sao tặng luôn vậy trời. Còn bán nhiều loại hơn. Đầu giữa là chuyên rồi xong kèm 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 này có nem chanh để anh chắc nó không bị không máu của anh. Rồi cái cỏ rồi xong cái này rồi đồ bấm đó bán chuyên là cái này chuyên sản xuất về đầu giữa là chính. Đi mua về nhớ hỏi ST đó. Dạ, ST đi ra supply hỏi ST nha. Cho nó đưa mấy đồ khác xài không bền đâu. Anh lấy cái kem màu trắng. This video has been edited by iMovie Lore. Lamb Tram.